Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Chẳng cần lên đồ sang chảnh, Khả Ngân vẫn đốn tim khán giả bởi vẻ đẹp trong veo. Khả Ngân sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, thân hình mảnh mai cùng nụ cười tỏa nắng. Trên trang cá nhân, Khả Ngân tung bộ ảnh chụp ngẫu hứng khiến dân tình u mê với nhan sắc trong veo. Không lên đồ cầu kỳ, Khả Ngân diện trang phục giản dị, mít với chiếc khăn màu cam nổi bật làm điểm nhấn, khi ngắm nhìn những khoảnh khắc này, cư dân mạng đều vô cùng trầm trồ và khen ngợi diện mạo tràn đầy sức sống với tinh thần lạc quan, khả ngân diện áo ba lỗ khoe thân hình thanh mảnh, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn gây thương nhớ bởi nụ cười tỏa nắng. Để có thân hình hiện tại, người đẹp luôn khắc khe với bản thân bằng việc tập luyện hàng ngày và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Vẻ đẹp khỏe mạnh của người đẹp đã nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ lẫn bạn bè thân thiết ở dưới phần bình luận. U mê cái nhan sắc này quá trời ơi, xin bất chấp hoàn cảnh luôn khả ngân ơi, lúc nào cũng trẻ trung tràn đầy năng lượng như em chưa 18 ý nhỉ, diễn hay, xinh gái, 10 điểm không có nhân. Khả Ngân diện áo ba lỗ khoe thân hình thanh mảnh, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn gây thương nhớ. Khả Ngân sinh năm 1997, có thể kể đến những bộ phim làm nên tên tuổi cô như 100 ngày bên em, hậu duệ mặt trời phiên bản Việt, lật mặt hai, cao thủ ẩn danh. Hiện tại, cô đang khiến khán giả truyền hình phát sốt với vai diễn Trâm Anh trong gia đình mình vui bất thình lình. Một lần nữa, Khả Ngân lại được đóng cặp với Thanh Sơn khiến dân tình đẩy thuyền mãnh liệt. Khả Ngân sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, thân hình mảnh mai cùng nụ cười tỏa nắng về cuộc sống đời tư, khả ngân từng không ít lần vướng vào nghi vấn phim giả tình thật với thanh sơn. trước đó trong lần trả lời phỏng vấn với sao star, thanh sơn từng tâm sự: tôi luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận chuyện tình cảm, chỉ là chờ duyên tới thôi. nếu hợp thì tôi sẵn lòng tiến tới. còn về cơ hội tiến tới với khả ngân, tôi cũng không biết nữa. có lẽ là do chữ duyên.